Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vấn đề bạn quan tâm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chế độ quyền lợi của người lao động khi mắc COVID-19. Sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 2 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 5806 trả lời kiến nghị cử tri về việc dừng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, kết quả của kỳ thi này rất quan trọng, được sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau. Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông, cấp trung học phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên, cấp trung học phổ thông, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy học của trường phổ thông. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức với mục đích đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Nếu thí sinh đáp ứng chuẩn đầu ra thì sẽ được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Với các lý do trên, việc học sinh phải tham gia kỳ thi cuối cùng khi kết thúc 12 năm học tập ở bậc phổ thông được tổ chức nghiêm túc, khách quan, công bằng, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và sử dụng kết quả vào nhiều mục tiêu khác nhau là cần thiết. Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Bộ Y tế đã có công văn số 931 hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Đối với người bệnh đã được cấp căn cước công dân có gắn chip, trường hợp khi kiểm tra căn cước công dân, quét mã QR code hoặc qua ứng dụng VNEID đã có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế, thì cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về bảo hiểm y tế và tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành. Trường hợp khi kiểm tra thông tin nhưng không có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành, xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh. Đối với người bệnh chưa được cấp căn cước công dân có gắn chip, thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành, xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh. Theo thống kê, số lượng F0 nhiễm mới trên cả nước liên tục gia tăng, đạt con số trên 100.000 ca mắc mới mỗi ngày. Tại Thanh Hóa, mỗi ngày có hàng nghìn ca mắc mới. Trong đó, số lượng người trong độ tuổi lao động là rất lớn. Phần lớn các ca bệnh không chuyển biến nặng, tự cách ly và điều trị tại nhà. Một vấn đề mà người lao động đang hết sức quan tâm, đó là người lao động sẽ được hưởng những chế độ quyền lợi gì trong thời gian nghỉ việc để điều trị COVID-19. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bioxin Vina thuộc khu công nghiệp Tây Bắc Ga có 680 công nhân thì có đến 350 người nhiễm COVID-19. Chỉ một số ít công nhân chuyển biến nặng phải điều trị tại cơ sở y tế, còn lại phần lớn công nhân điều trị tại nhà và đã khỏi bệnh, quay trở lại làm việc. Hiện nay số công nhân mắc COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng. Điều mà tất cả công nhân đều rất quan tâm là các chế độ quyền lợi mà họ được hưởng trong thời gian phải nghỉ việc để điều trị COVID-19. Những chế độ hỗ trợ này sẽ giúp cho họ vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống, yên tâm điều trị bệnh để quay trở lại làm việc. Mong là công đoàn sẽ hỗ trợ cho người lao động để chia sẻ bớt những cái khó khăn khi mà người lao động gặp phải COVID để mọi người có động lực và có sự hỗ trợ tốt hơn khi mà mình quay lại lao động làm việc đấy. Em mong muốn là ban giám đốc công ty cùng với cơ quan bảo hiểm và tổ chức công đoàn có thể phối hợp với nhau để những người lao động bị mắc COVID có thể hưởng các gói hỗ trợ theo quy định của nhà nước một cách nhanh chóng. Đối với người lao động mắc COVID-19, có hai chế độ mà người lao động được hưởng trong thời gian nghỉ việc điều trị bệnh là chế độ ốm đau và chế độ dưỡng sức. Đây là hai chế độ đã được luật bảo hiểm xã hội quy định. Theo quy định thì người lao động được hưởng hai nhóm quyền lợi cơ bản chính. Thứ nhất là được hưởng cái chế độ nghỉ do ốm đau và cái quyền lợi thứ hai đấy là nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Đối với nhóm quyền lợi thứ nhất là nghỉ do ốm đau thì tùy thuộc vào cái điều kiện lao động của người lao động mà cái thời gian được hưởng cái chế độ này nó cũng khác nhau. Về mức hưởng chế độ ốm đau thì bằng 75% mức lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ chế độ ốm đau. Về chế độ dưỡng sức, mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe bằng 30% mức lương cơ sở. Công đoàn công ty đã phối hợp với Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn làm việc với ban lãnh đạo của doanh nghiệp tạo điều kiện hết sức có thể cho người lao động được nghỉ dưỡng sức tại nhà và
sẽ thu những giấy tờ khi mà người lao động quay trở lại làm việc để làm thanh toán chế độ ốm đau cho người lao động. Ngày 14 tháng 1 năm 2022, Bộ Y tế đã có công văn số 238 hướng dẫn về thủ tục hồ sơ hưởng chế độ ốm đau của người lao động là F0. Theo đó, đối với người lao động là F0 điều trị nội trú phải có giấy ra viện. Đối với người lao động là F0 điều trị tại nhà phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu của cơ sở y tế đã theo dõi và quản lý điều trị. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội là trung tâm y tế, trạm y tế các địa phương. Sau đó người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau cho doanh nghiệp trong 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc. Nếu nộp muộn khiến doanh nghiệp chậm nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì người lao động phải giải trình lý do bằng văn bản. Sau khi nhận hồ sơ từ người lao động, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hồ sơ và gửi về cơ quan bảo hiểm xã hội trong 10 ngày làm việc. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và chi trả quyền lợi cho người lao động. Trong trường hợp mà người sử dụng lao động không thực hiện các cái trách nhiệm của mình để mà người lao động được hưởng cái quyền lợi bảo hiểm xã hội thì người lao động có thể trực tiếp khiếu nại hoặc là thông qua cái tổ chức công đoàn cơ sở khiếu nại đối với cái hành vi vi phạm của người sử dụng lao động, hoặc người lao động có thể không khiếu nại mà có thể khởi kiện trực tiếp đến tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình. Ngoài các chế độ ốm đau và chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, người lao động là đoàn viên công đoàn còn được liên đoàn lao động hỗ trợ từ nguồn kinh phí của liên đoàn lao động và công đoàn cơ sở. Đối với người lao động là F0 điều trị trước ngày 1 tháng 3 năm 2022, quyết định 3749 ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định người lao động sẽ được hưởng hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng một người đối với người phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị F0 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, tối đa là 1,5 triệu đồng một người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày. Nguyên tắc mỗi trường hợp F0 chỉ được hỗ trợ một lần dù nhiều lần nhiễm COVID-19. Đối với trường hợp người lao động tử vong do COVID-19 thì thân nhân được hỗ trợ 5 triệu đồng. Qua tổng hợp của các cấp công đoàn thì trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay các cái đối tượng mà đủ điều kiện để được xét hỗ trợ là khoảng hơn 11.000, gần 12.000 cái trường hợp F0 đủ điều kiện, và với cái số tiền dự kiến để hỗ trợ cho các cấp công đoàn là trên 11 tỷ đồng. Đối với các cái trường hợp mà đã được giải quyết rồi thì hiện nay Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã duyệt cái hồ sơ là cho là hơn 3 tỷ đồng để hỗ trợ cho các cái trường hợp đủ cái hồ sơ rồi. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 trở đi, việc chi hỗ trợ người lao động là đoàn viên công đoàn không thực hiện theo quyết định 3749 mà chuyển sang thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại các quyết định 4290 và 4291 ngày 1 tháng 3 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chuyển từ cái là chi cái đột xuất về cái hỗ trợ COVID của 3749 theo nội dung công văn là sẽ chuyển sang cái đợt chi hoạt động thường xuyên của công đoàn, và căn cứ vào các cấp công đoàn phải căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ để chi cho những cái trường hợp không may F0 có triệu chứng nặng và điều trị lâu dài lớn thì sẽ là căn cứ vào chi chuyển sang cái chế độ chi tiêu thăm hỏi ốm đau của cái hộ công đoàn, và tạm hiểu rõ hơn cái là tạm dừng cái 3749 lại thôi. Còn các hoạt động của công đoàn cũng như là chi thăm hỏi ốm đau thì vẫn là thực hiện. Và các cái trường hợp F0 sau này, từ ngày 1 tháng 3 trở đi sẽ chuyển sang cái chế độ thăm hỏi ốm đau. Tuy nhiên nó phải căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn, cấp trên trực tiếp và cũng công đoàn cơ sở, cũng như là hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, cũng như là của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Để người lao động sớm nhận được các chế độ chính sách hỗ trợ, rất cần sự phối hợp giữa cơ quan y tế có thẩm quyền, doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn các cấp trong việc hỗ trợ người lao động hoàn thiện hồ sơ, khẩn trương giải quyết các thủ tục cần thiết đúng thời gian quy định. Sự hỗ trợ động viên kịp thời sẽ giúp người lao động phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, yên tâm làm việc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vấn đề bạn quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.